Cửa hàng Ngọc Thanh Đại Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng Ngọc Thanh Đại Hạnh. Vâng, đây là một clip cửa hàng Ngọc Thanh Đại Hạnh sẽ test nhanh sản phẩm để buổi sáng ngày mai cửa hàng Ngọc Thanh Đại Hạnh sẽ gửi vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội một chiếc đài Latina. Modem của sản phẩm là RQ443 và anh có chốt là 5 cuốn băng đài bên cửa hàng Ngọc Thanh Đại Hạnh. Vâng, và tại thời điểm này thì cũng rất là muộn, cửa hàng Ngọc Thanh Hạnh cũng sẽ test cho quý khách hàng biết chiếc đài này vẫn hoạt động ok và hoàn hảo nhé. Vâng, radio thì giờ này không còn là radio nữa rồi. Nhà tôi có một hàng cầu liên phòng. Và đóng gói luôn để gửi hàng cho anh khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt đơn nhé. Anh là những vị khách hàng trước cũng đã mua những bộ sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi thì theo như cửa hàng thông báo hàng về và đã đăng lên trang Zalo riêng thì khách hàng cũng đã biết là sản phẩm cửa hàng Âm Thanh Đại Hạnh tag lên kênh. Thì quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng thì các bác cũng đã liên hệ với cô chủ shop rồi nhé. Vâng, giờ, tại thời điểm như bây giờ thì hết giờ radio của Việt Nam rồi, đang là giờ radio của nước ngoài. Thì các bác có thể biết là radio vẫn bắt ok và cửa băng cũng vậy. Nên chiếc đài này thì cửa hàng Âm Thanh Đại Hạnh sẽ test nhanh và thông báo trên kênh là chiếc đài này cũng đã có chủ. Và trong buổi tối hàng về của ngày hôm nay thì cửa hàng Âm Thanh Đại Hạnh cũng có rất nhiều những siêu phẩm VIP. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy một chiếc bao của hãng Hakufei P650 và một chiếc đầu CD Marzahn. Một chiếc đầu mâm than. Vâng, một chiếc đầu mâm than của hãng Marzahn rất là VIP cũng đã cập bến đây rồi. Những chiếc đầu 747DBX cũng vậy và những chiếc đài khủng như dòng 939 này và QT88 rất hot thì đã có mặt tại cửa hàng. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kết thúc cái video này tại đây để đóng hàng luôn để gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt đơn về sản phẩm này. Còn nát cửa hàng sẽ thông báo những sản phẩm về trong ngày. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp để chốt đơn với cửa hàng Âm Thanh Hạnh. Và còn một số các thiết bị mà được khách hàng đã chốt đơn trong buổi tối ngày hôm qua thông báo hàng về. Và sáng ngày hôm nay cửa hàng cũng đã được nhận đơn của những vị khách hàng thì ngày mai cửa hàng Âm Thanh Hạnh sẽ tát gửi cho những vị khách hàng có đơn chốt nhé. Vâng, vậy clip này cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vị khách hàng có địa chỉ tại Đại Cổ Việt, quận 2, Bà Trưng, Hà Nội đã chốt chiếc đài Natina RQ443 nhé. Và 5 cuốn băng đài anh đã chốt. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào, tạm biệt.